Chỉ sau vài tuần chính thức triển khai chương trình kích thích kinh tế, thì Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là bước tiến khá tốt để giúp cho nền kinh tế Eurozone khởi sắc hơn trong thời gian tới. Vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã triển khai gói nới lỏng định lượng QE trị giá 60 tỷ euro mỗi tháng. Và sau vài tuần bơm tiền vào thị trường, Chủ tịch ECB, ông Mario Draghi đã cho biết có những bằng chứng cho thấy chương trình này đang dần phát huy hiệu quả. Theo những gì mà chúng ta thấy, thị trường đang diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn khi mà chính sách tiền tệ đang góp phần không nhỏ cho quá trình hồi phục nền kinh tế. Thực tế cho thấy, lợi suất trái phiếu sụt giảm, đồng euro suy yếu và các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán châu Âu lại khá khởi sắc. Thậm chí diễn biến của thị trường đang gây ngạc nhiên với cả những chuyên gia mà trước đó đã có quan điểm không đồng tình với việc triển khai gói QE tại châu Âu. Nhiều người nhìn nhận rằng gói QE của ECB dường như đang phát huy tác dụng tốt hơn kỳ vọng và góp phần giảm rủi ro về giảm phát vốn đang đe dọa đối với toàn Eurozone. Theo các chuyên gia từ tổ chức tín dụng Citigroup, trước khi triển khai gói QE, ECB đã vấp phải vô số những chỉ trích trên toàn thị trường. Sự phản đối này được đánh giá là hơn rất nhiều lần so với thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hay các quốc gia lớn khác công bố bơm tiền vào nền kinh tế. Trên thực tế, lợi suất bình quân của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm bằng đồng euro đã giảm khoảng 0,8 điểm phần trăm so với thời điểm trước 50 ngày mà ECB công bố thời gian triển khai gói QE. Trong khi cụm sản phẩm trái phiếu này tại Anh và Mỹ thì lại có xu thế tăng sau khi các ngân hàng trung ương tại đây thông báo thực hiện chương trình nới lỏng định lượng. Còn đối với thị trường chứng khoán, chỉ số Eurostoxx 50 ở châu Âu đã tăng đến 22%, trong khi tỷ lệ tăng này chỉ đạt mức tăng bình quân từ 10 đến 15% tại Mỹ và Anh. Các chuyên gia của tổ chức tín dụng Barclays nhận định mục tiêu của ông Draghi là đưa lạm phát dài hạn của Eurozone lên 1,7%, cao hơn tỷ lệ 1,48% đã được đề ra trước thời điểm triển khai gói QE. Số liệu gần đây cho thấy hoạt động tiêu dùng tại Đức, nền kinh tế lớn nhất tại châu Âu, đã quay trở lại mức cao trong 13 năm trở lại đây. Tình hình tiền lương trong năm 2014 cũng cho thấy sự tăng trưởng nhiều nhất kể từ năm 2008. Tây Ban Nha cũng đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế cho năm 2015 từ mức 2% lên 2,8% nhờ vào sự cải thiện về tình hình tiêu dùng ở các hộ gia đình. Thậm chí, ngay tại Pháp cũng đã đưa ra những dự báo cao hơn về tốc độ tăng trưởng thêm 1 điểm phần trăm nữa sau khi tiếp tục cắt giảm thâm hụt ngân sách. Citigroup dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Eurozone trong năm 2016 sẽ xấp xỉ với năm 2010, vốn là năm tăng trưởng tốt nhất kể từ năm 2007, đồng thời lạm phát sẽ đạt 1,5% so với mức 0,2% có thể đạt trong năm 2015 này. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng nếu lạm phát tăng nhiều hơn dự báo của ECB thì chắc chắn cơ quan này sẽ phải đứng trước áp lực phải giảm lại tốc độ mua trái phiếu. Theo ECB, chương trình nới lỏng định lượng trị giá 1,1 ngàn tỷ euro sẽ được duy trì ít nhất là đến tháng 9 năm 2016. Trong lần phát biểu mới đây của ông Draghi tại Quốc hội Ý, ông Draghi đã kêu gọi các nước thành viên Eurozone cần phải tăng cường cải cách cấu trúc nền kinh tế. Yếu tố quan trọng là mỗi chính phủ cần phải thực hiện điều này một cách hợp lý, vì thực tế cho thấy liên minh tiền tệ của khu vực này vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Chủ tịch ECB cũng đã nhắc đến việc cơ quan này không thể mua trái phiếu chính phủ Hy Lạp theo chương trình QE đang được triển khai. Gói QE của châu Âu không mua trái phiếu Hy Lạp vì ba lý do. Thứ nhất là QE không mua vào trái phiếu của những quốc gia vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ủy ban châu Âu EC. Hai lý do còn lại là theo điều kiện của chương trình QE thì chỉ có những trái phiếu được xếp hạng tín nhiệm ở một hạn mức nhất định mới được ECB xem xét. Bên cạnh đó, ECB sẽ không mua những trái phiếu có tỷ lệ nợ quá cao nhằm tránh rơi vào tình trạng đẩy mình trở thành chủ nợ lớn nhất của quốc gia đó.